Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang đứng ở đây là công viên Lê Văn Tám, ngày xưa đó là cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đó. Bây giờ cây xanh đồ rất là đẹp ha, rất là thoáng, rất là sạch. Bây giờ chúng ta nhìn không ra công viên này đâu ha. Và phía đây là mặt đường Hai Bà Trưng. Đi tới tí nữa thì có nhà thờ Tân Định rồi chợ Tân Định. Nhân chuyến hôm nay em đi cái sự kiện của Dell ở khách sạn Novotel ở đường Hai Bà Trưng này. Sẵn đây em cũng chia sẻ với các anh chị các bạn những cái hình ảnh ở khu vực khách sạn này, để khi mà chúng ta có dịp về ở khách sạn này thì mình cũng có cái để tham khảo ha, cũng như cái cảnh quan phía trước khách sạn và khu vực gần khách sạn như thế nào, để mình tiện việc chọn lựa khách sạn để mình ở ha. Bên đây là mặt đường Phan Thanh Giản ngày xưa, bây giờ đó là Điện Biên Phủ. Theo hẳn hướng này chúng ta đi về Hàng Xanh, ngã tư Hàng Xanh. Ngã tư Hàng Xanh, cầu Bình Triệu. Và theo hướng ngược lại là đường một chiều rồi. Chúng ta sẽ đi qua đường bên kia để đi cặp theo cái đường Hai Bà Trưng này ha. Sài Gòn bây giờ là gần 3 giờ chiều. Bữa nay thì mưa bão nên không có nắng. Sài Gòn bây giờ xe cộ rất là nhiều rồi. Chúng ta đi qua đường thôi. Từ công viên này cách khách sạn chúng ta khoảng chừng 200-300 mét. Theo hướng này mình sẽ đi về đường đại lộ Lê Duẩn. Đèn đỏ nữa rồi. Chúng ta qua đây đi. Qua bên đây mình đi xíu nữa mình qua bên đường ha. Bên đây thì cũng có rất là nhiều cái shop thời trang, khách du lịch đi ở đây cũng rất là nhiều nè. Ở trong kia thì có mấy quán cà phê. Alo. Rồi. Để coi chút nữa báo lại ha. Xin lỗi các anh chị, em có điện thoại tí ha. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp tục nha. Ở đây thì có cái Sài Gòn Que ở bên Sài Gòn, ở trong cái đại lộ Lê Lợi, đường Bách Tơ cũng có Sài Gòn Que nè. Thì chỗ này mới mở, chỗ này cũng bán rất là nhiều quần áo. Nếu mà mình ở khách sạn này thì mình có thể ra đây mua sắm nè. Đó, mình nhìn xa xa đó là cái khách sạn chúng ta đó, cái tòa nhà này đây, Novotel. Mình nếu mà ở khách sạn này thì mình đi chợ cũng gần nè, chợ Tân Định nè, mua trái cây rồi ăn
ăn vặt cũng được, rất là gần. Cửa hàng giới thiệu bán lẻ sản phẩm nông nghiệp. Cái bảng này ngồi xưa nè. Ở đây bán trái cây. Ngày xưa người ta làm cái bảng hiệu công phu lắm. Sáng dịp này thì chúng ta lại có dịp nhìn ngắm lại con đường Hai Bà Trưng này, để đi đến cái chợ Tân Định. Ở đây cũng có cái đại sứ quán của Đài Loan, là ở bên kia đường ha. Cái nhà có cái mái che đặc trưng đó, đặc trưng của Đài Loan hay Trung Quốc. Con đường này rất là mát. Nếu mà mình ở đây thì mình đi bộ ra nhà thờ Đức Bà cũng gần đó nè. Rồi đi dạo ra Thị Nghè cũng gần nè. Phổ Phượng, Trường Sa cũng được. Tức là ở đây thấy vậy chứ cũng tiện. Một số địa điểm chia sẻ cùng cô chú anh chị và các bạn. Nếu có dịp chúng ta đi đến đây thì mình cũng có một số thông tin để tham khảo ha. Thì đối với những cái hàng quán đó thì em cũng có review rồi, nên các anh chị cứ cần tìm là nó sẽ có, hoặc là vô kênh Vinh Lâm TV là sẽ có hết ha. Phở Phượng Hoàng Sa, rồi Thảo Cầm Viên, rồi chợ Tân Định, nhà thờ Đức Bà, trường Ta Bé. Rồi nói chung là nhiều lắm. Chợ Bến Thành. Rồi khách sạn của chúng ta ở đằng đây. Sau một hồi đi bộ thì chúng ta đã tới rồi. Cái hệ thống Novotel này cũng có rất là nhiều nước, rất là nhiều thành phố ở trong nước cũng như ngoài nước. Nên về giá cả thì các anh chị các bạn có thể vô cái trang Agoda Booking rồi đó, thì cũng có hết rồi ha. Ra đường Trần Cao Vân. Nơi mà ngày xưa có xuất thân của quán phở Cao Vân. Có lẽ ngày xưa đây là con đường Cao Vân. Ở Sài Gòn mình cũng có mấy đường tên Vân đó. Trần Văn Vân, rồi Cao Vân. Bây giờ là Trần Cao Vân. Phía trước khách sạn nè. Để em vô khách sạn rồi có gì chúng ta chia sẻ tiếp nha. Bây giờ mình đợi đèn đỏ mình qua đường. Ủa, đèn xanh qua đường thôi. Chứ có đèn đỏ ra đường chắc tự tử. Với hàng cây rất là đẹp. Này chúng ta sẽ đi nhà ngoài Lê Duẩn. Đó.
sự kiện đeo lầu máy. Đó là một anh. Rồi. Chúng ta đi vô lầu 1 nha. Đây là không gian ở dưới sảnh nè. Rất là thoáng mát, sạch sẽ. Tình trần cũng trang trí rất là độc lạ. Rồi một số hình ảnh ở khu vực khách sạn Novotel gửi cô chú anh chị và các bạn, để chúng ta có dịp đến đây thì mình có một cái điểm nữa để tham khảo ha. Tại vì hôm nay em đi sự kiện này không có ở trong phòng nên thành ra không có review phòng ngủ gì hết cho các anh chị các bạn xem được, chỉ có ở trong hội trường thôi. Một số hình ảnh ở khu vực này và không gian phía dưới sảnh của khách sạn gửi bà con mình xem. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Rồi bây giờ chúng ta đi về thôi. Khách sạn này có 15 hay 17 tầng gì đó. Cũng phòng ốc cũng rất là hành lang, nói chung thiết kế cũng rất là sang trọng. Khu vực này thì cũng rất là an ninh, tại vì có rất là nhiều cái lãnh sự quán ở đây cũng như cơ quan chính phủ ở đây, nên mình đi đây thì cũng yên tâm.